Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Tờ Polico Mỹ và tờ Baltic News Service chi nhánh Litva đưa tin, Pháp đã xây dựng một liên minh gồm các quốc gia sẵn sàng điều quân đội tới Ukraina trước đó ngoại trưởng pháp Stéphanie sejone đã có mặt tại litva nơi ông gặp gỡ những người đồng cấp đến từ ba nước baltic và ngoại trưởng ukraine Dmytro kuleba để củng cố ý tưởng rằng quân đội nước ngoài có thể hỗ trợ ukraine theo ngoại trưởng pháp quân đội các nước châu âu có thể hỗ trợ ukraine ra phá bom mìn trong cuộc họp ông sejone liên tục đề cập đến khả năng này và nhấn mạnh rằng điều đó đồng nghĩa với việc đưa một số lực lượng quân tới nhưng không phải để chiến đấu theo Polico, cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn pháo nghiêm trọng, khiến việc ngăn chặn các đợt tấn công dữ dội của Nga trở nên khó khăn hơn. Phản hồi lại đề nghị của ông Sejone, các bộ trưởng vùng Baltic đã ca ngợi Pháp có tầm nhìn. Ngoại trưởng Litva, Les Begit, cũng đã nhắc lại lời ông Sejone, chúng ta phải vạch ra lằn danh đỏ cho Nga, chứ không phải cho chính chúng ta. Không thể loại trừ bất cứ hình thức hỗ trợ nào cho Ukraine chúng ta cần tiếp tục hỗ trợ ukraine ở bất cứ nơi nào cần thiết nhất ngoại trưởng estonia magus stesbagna thì nói rằng chúng ta đích thực cần một cách tiếp cận khác một sáng kiến khác để tiến về phía trước trong vấn đề hỗ trợ ukraine ngoại trưởng latvia kris janis karinis bày tỏ ý kiến rằng ukraine hiện cần những thứ thiết thực như vũ khí đạn dược và huấn luyện cho binh sĩ Trước đó, theo tờ Le Monde, Tổng thống Pháp Macron đã gặp lãnh đạo các đảng phái ở nước này để thảo luận về tình hình Ukraine. Tại cuộc gặp, ông Macron khẳng định rằng không có giới hạn nào đối với sự hỗ trợ của Pháp dành cho Ukraine. Le Monde dẫn lời một quan chức tham gia cuộc họp cho biết, quan điểm của Pháp đã thay đổi, không có làn danh đỏ hay giới hạn nào cả. Chỉ riêng ba nước Baltic gồm Estonia, Litva và Latvia những quốc gia đang lo ngại trở thành mục tiêu tiếp theo của Nga sau thành công ở Ukraine, tỏ ra cởi mở hơn với ý tưởng này. Ba Lan sau đó cũng thay đổi quan điểm. Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorsky mới đây tuyên bố sự hiện diện của lực lượng NATO ở Ukraine không phải là điều không thể tưởng tượng được. Ông Sikorsky đồng thời đánh giá cao sáng kiến của Tổng thống Macron bởi chính Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đang sợ hãi, chứ không phải chúng tôi sợ Putin hiện chưa rõ Warsaw có sẵn sàng gia nhập liên minh với Pháp nếu được đề nghị hay không. Phản ứng trước thông tin Pháp lập liên minh các nước có khả năng đưa quân tới Ukraine, ông Leonid Slutsky, người đứng đầu Ủy ban Duma Quốc gia Nga về các vấn đề quốc tế cảnh báo Paris đang đùa với lửa. Theo ông Slutsky, Tổng thống Pháp đã không từ bỏ ý tưởng đối đầu trực tiếp giữa quân đội NATO-Nga, bất chấp lập trường của đa số các thủ đô châu Âu, và đây là hành động rất mạo hiểm ông Slutsky đồng thời gọi ý tưởng thành lập liên minh đưa quân tới Ukraine là quyết định tự sát và cho rằng nó chỉ có thể nhận được sự ủng hộ từ phía các nước Baltic, những phía không muốn mất vị thế dẫn đầu trong cuộc đua bài Nga. Việc ông Macron nói không còn làn danh đỏ hay giới hạn nào trong việc ủng hộ Ukraine, điều đó đồng nghĩa Nga không còn làn danh đỏ nào nữa với Pháp. Ngoài ra, hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Yuri Hempel, lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại và quan hệ giữa các sắc tộc thuộc chính quyền bán đảo Crimea gọi liên minh mới gồm Pháp và các nước sẵn sàng điều quân đến Ukraine là hành động xâm lược. Ông Hempel nói, sáng kiến của Pháp là hành động gây hấn và bản thân Tổng thống Macron đang mắc sai lầm rất nghiêm trọng. Điều này có thể khiến sự nghiệp chính trị của ông ta sụp đổ. Ông Hempel đồng thời kêu gọi các chính trị gia ở châu Âu giữ vững lý trí và không bị lôi kéo vào những hành động thách thức của Paris. Mặt khác, trong một tuyên bố mới đây của quân đội Pháp cho biết, một tàu chiến và máy bay chiến đấu của Pháp cũng bắn hạ bốn máy bay không người lái chiến đấu đang tiến về phía các tàu hải quân của châu Âu trong khu vực. Pháp đã cùng Mỹ và Anh đồng loạt xuất kích bắn hạ hàng chục máy bay không người lái ở Biển Đỏ sau khi Houthi liên tiếp tấn công tàu chở hàng và các tàu khu trục trong khu vực. Trong suốt thời gian vừa qua, Mỹ và Anh với sự hỗ trợ của một số đối tác đã bắt đầu tập kích các mục tiêu của Houthi ở Yemen, nhằm gây sức ép buộc lực lượng này ngừng những vụ tấn công ở biển đỏ. Tuy nhiên hầu thi tuyên bố chỉ xem xét lại các cuộc tấn công nhằm vào các hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế ở biển đỏ sau khi Israel ngừng tấn công Gaza. Trong bài phát biểu do truyền thông Litva đăng tải, ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho rằng nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành kế hoạch quân sự ở các nước vùng Baltic cũng là thành NATO họ sẽ dũng cảm bảo vệ người dân của mình trước đối thủ vượt trội về cả kinh nghiệm và năng lực. Ông Kuleba cảnh báo, cuối cùng tôi nghĩ NATO sẽ chiến thắng. Tuy nhiên, hãy nhìn Bắc Mút, hãy nhìn Abdiivka, đây có thể là diện mạo của các nước vùng Baltic sau cuộc giao tranh căng thẳng. Vinius sẽ không còn xinh đẹp nữa. Các thành phố Bắc Mút và Abdiivka ở phía đông Ukraine hiện do Nga kiểm soát, Moscow giành quyền kiểm soát Bakhmut vào tháng 5 năm ngoái và lực lượng Kiev rút khỏi Abdiivka vào giữa tháng 2 vừa qua. Cả hai thành phố này đều đã bị tàn phá bởi những cuộc giao tranh kéo dài nhiều tháng giữa hai bên. Một số quốc gia NATO nằm gần biển Baltic, bao gồm Latvia, Estonia và Litva, sau này cũng giáp với vùng Kaliningrad của Nga. Thụy Điển cũng nằm ven biển Baltic và trở thành thành viên mới nhất của NATO NATO cũng đã cung cấp viện trợ quân sự trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Ukraine khi xung đột với Nga. Tuy nhiên, Liên minh và các quốc gia thành viên đã nói rõ rằng NATO sẽ không đối đầu trực tiếp với Nga. Theo điều năm của Hiệp ước NATO, một cuộc tấn công vào một thành viên NATO được coi là tấn công vào tất cả các thành viên còn lại. Ukraine hiện chưa phải thành viên của Liên minh. Vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng không thể loại trừ khả năng đưa quân đội đến chiến đấu ở Ukraine. Sau đó, nhà lãnh đạo Pháp giải thích rằng Pháp không chủ động cân nhắc đến việc đưa quân tới Ukraine. Ông Macron nói, để trả lời câu hỏi về việc điều động quân đội, tôi đã nói rằng không có gì bị loại trừ. Điều này không có nghĩa là chúng tôi đang cân nhắc đến khả năng đưa quân đội Pháp tới Ukraine trong tương lai gần, mà là chúng tôi đang bắt đầu thảo luận và suy nghĩ về những điều có thể tiến hành nhằm ủng hộ cho Ukraine, đặc biệt là trên lãnh thổ Ukraine. Nga cũng lên tiếng cảnh báo rằng nếu phương Tây đưa quân vào Ukraine, đó sẽ bị coi là một lời tuyên chiến với Nga và có thể kéo theo một cuộc xung đột hạt nhân. Đồng quan điểm với ông Kuleba, phát biểu trong phiên điều trần tại Ủy ban Quân sự Hạ viện Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không dừng lại nếu Moscow chiến thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Ông phát biểu như trên sau khi nhận được câu hỏi về việc Quốc hội Mỹ không thể thông qua gói viện trợ quân sự mới trị giá 60 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine. Ông Austin dự đoán, chúng ta biết rằng nếu ông Putin thành công ở Ukraine, ông ấy sẽ không dừng lại. Ông Putin sẽ tiếp tục có hành động gây hấn hơn nữa trong khu vực. Trong khi đó, ở trên chiến trường, quân đội Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn dược và vũ khí, khi Mỹ và châu Âu chưa thể ngay lập tức cung cấp viện trợ cho Kiev. Các quan chức và chỉ huy quân sự Ukraine cho rằng chiến thuật thăm dò các hoạt động tấn công hiện nay của Nga nhằm tận dụng lợi thế chủ động trên chiến trường trước khi mở một đợt tấn công lớn vào mùa xuân này. Maxim Zorin, phó chỉ huy lữ đoàn xung kích số 3 của Ukraine, người từng chiến đấu ở Avdiivka, cho biết những gì đang diễn ra là điều mà Nga đã dành thời gian dài để chuẩn bị. Nga đã tập hợp đủ lực lượng và nguồn lực để gây áp lực lên nhiều trục phòng thủ khác nhau của chúng tôi cùng một lúc. Quân đội Ukraine đang chuẩn bị đạn dược và tìm kiếm cơ hội tấn công lực lượng Nga đang tiến quân, áp dụng cách tiếp cận phòng thủ tích cực nhằm ngăn chặn đối phương có quân số đông hơn và được trang bị tốt hơn. Theo tờ WSG, lực lượng đặc biệt Ukraine đang tham gia các hoạt động chiến đấu ở Sudan, chống lại quân nổi dậy và là một phần trong chiến lược nhằm làm suy yếu các hoạt động kinh tế và quân sự của Nga ở nước ngoài. Tờ WSG viết, đối với ukraine việc gửi quân tới châu phi là một cuộc phiêu lưu táo bạo mới một phần trong chiến lược nhằm làm suy yếu các hoạt động kinh tế và quân sự của nga ở nước ngoài khiến cuộc xung đột ở ukraine đang diễn ra trở nên tốn kém hơn cho moscow và định vị mình là một rào cản với nga kể cả ở những khu vực mà phương tây không muốn can dự trực tiếp theo tờ báo Trung tướng Abdel Fattah al-Burhan, chỉ huy quân sự của Sudan, đã đề nghị sự giúp đỡ từ Tổng thống Volodymyr Zelensky sau khi Sudan bí mật cung cấp vũ khí cho Ukraine vào năm 2022. VKSG trích dẫn lời một số binh sĩ Ukraine tham gia chiến dịch ở Sudan cho biết, vài tuần sau lời đề nghị của ông Abdel, lực lượng đặc biệt Ukraine đã tới Sudan và bắt đầu các chiến dịch đánh bật lực lượng nổi dậy khỏi thủ đô Khartoum. Tờ báo nhấn mạnh, chiến tuyến trong cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga hiện đã mở rộng sang châu Phi. Khi cuộc xung đột ở Ukraine gần như bế tắc, một cuộc xung đột toàn cầu về vũ khí và nguồn lực kinh tế đang hình thành, khi cả hai bên đều rơi vào cuộc giao tranh có thể kéo dài nhiều năm nữa. Tuy nhiên, hoạt động này có rủi ro chính trị đáng kể với Kiev vào thời điểm mà sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine đang dao động. Ukraine đang vướng vào cuộc nội chiến ở Sudan, nơi hàng chục nghìn dân thường đã thiệt mạng ngoại trưởng mỹ antony blinken đã cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào cung cấp hỗ trợ vật chất đều phải chịu trách nhiệm liên quan đến hành động chống lại người dân sudan trong một bình luận với vksg giám đốc tổng cục tình báo ukraine gur kirillo budanov từ chối cho biết liệu binh sĩ có được cử đến sudan hay không nhưng giải thích lý do căn bản cho việc điều động họ ông nhấn mạnh xung đột vũ trang là một hoạt động mạo hiểm chúng tôi đang tiến hành một cuộc đối đầu toàn diện với nga Họ có các đơn vị ở những nơi khác nhau trên thế giới, và đôi khi chúng tôi tìm cách tấn công họ ở đó. Tờ báo lưu ý, quân đội Ukraine cũng đã bắt đầu huấn luyện binh sĩ Sudan. Một số chiến thuật tương tự đã giúp họ ngăn chặn lực lượng lớn hơn của Nga, bao gồm cả việc sử dụng máy bay không người lái. Đặc biệt, Ukraine đã giúp cung cấp máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng tấn công với độ chính xác cao tới Sudan vào tháng 2 vừa qua. Tờ WSG cho biết, ảnh hưởng của Ukraine vẫn còn được cảm nhận ở Sudan. Trong những tuần gần đây, lực lượng của ông Abdel đã giành lại quyền kiểm soát phần lớn, ôm Duman, bước đột phá lớn đầu tiên của họ trong cuộc xung đột. Các chuyên gia cho rằng những thành công này phần lớn là nhờ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái chính xác, cũng như việc triển khai lực lượng tinh nhuệ của quân đội Sudan. Kiev gần đây cũng đã gửi một lô hàng thực phẩm đến cảng Sudan và lô hàng đã đến vào tuần trước. WSG kết luận, Sudan đã trở thành chiến trường trong cuộc xung đột Nga-Ukraine vì nước này giàu hai nguồn quan trọng là vũ khí và vàng. Trong các cuộc nội chiến thường xuyên xảy ra ở Sudan trong nhiều thập kỷ, vũ khí được đổ vào trực tiếp và gián tiếp từ Mỹ, Nga, Trung Quốc và các nơi khác. Kết quả là Sudan có rất nhiều vũ khí dự phòng vào đầu năm 2022 và Ukraine đang tìm kiếm tất cả các loại vũ khí mà nước này cần.